Chào mừng các bạn quay lại với Phát Ke Channel. Tiếp theo chuỗi series thay pin cho iPhone thì hôm nay mình đang có trên tay đây là chiếc iPhone 6S Plus. Và chiếc máy này có một vị khách hàng đem tới Phát Ke để được kiểm tra và thay pin. Lý do là máy xài rất là nhanh hết pin. Và ở đây thì máy cũng đã hết pin rồi. Trong video này thì mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm pin 3G, pin dung lượng cao dành riêng cho iPhone. Và pin thay thế trên chiếc iPhone 6S Plus này sẽ có dung lượng là 3580mAh. So với pin dung lượng chuẩn là 2750mAh thì nó sẽ cao hơn 830mAh. Khi các bạn thay pin 3G cho iPhone sẽ được Phát Ke bảo hành lên tới 18 tháng. Nếu như pin có các tình trạng như là chai pin này, pin tụt nhanh, pin báo ảo hay là sạc không vào và bảo hành cả cái tình trạng phù pin. Trong vòng 18 tháng nếu như dung lượng tối đa tụt xuống trên 20% cũng sẽ được bảo hành một cục pin mới. Và trong vòng 1 tháng đầu nếu dung lượng tối đa giảm quá 5% thì các bạn cũng sẽ được thay một viên pin mới luôn. Còn đối pin phù thì cũng sẽ được bảo hành trong vòng 18 tháng. Các bạn lưu ý là chỉ phù nhẹ thì mới được bảo hành nha. Còn nếu như các bạn dùng pin mà nó phù chỉ nhành lên như cái bụng bầu ý thì lúc đó Phát Ke sẽ từ chối bảo hành. Bây giờ các bạn có thể xem cái quy trình thay pin cho iPhone và các bạn cũng có thể tự làm ngay tại nhà.